Và một phần điểm đổi cho thôn 5, 2, 4. Có tốt đổi điểm cho thôn 2, 5, 2. Nỗ lực cứu bóng của thôn 5 không thành công, điểm thôn 2 6-2. Hết thời gian hội ý, mời hai đội trở lại sân để tiếp tục thi đấu. Đội thôn 2 quyền phát bóng. Đội thôn 5 xin thay đổi người, số 7 ra sân, số 2 vào sân. Thôn 5 đưa bóng ra ngoài, điểm thôn 2 7-2. Thôn 2 vào bóng không qua lưới, đổi điểm cho thôn 5 3-7. Thôn 2 được bóng không qua lưới, điểm thôn 5 4-7. Mới trải qua chỉ ít phút đầu của hiệp thi đấu đầu tiên giữa đội thôn 2 và thôn 5 trong trận tứ kết tứ tung nữ trẻ, nhưng tính kịch tính của trận đấu đang được đẩy lên rất là cao. Cố lực cứu bóng vẫn còn. Chắn bóng đất. Bóng chạm tay chắn cầu thủ thôn 5 ra ngoài, điểm đổi cho thôn 2 8-4. Lỗi tay lưới của thôn 2, đổi điểm cho thôn 5 5-8. Trận đấu rất là gay cấn, đề nghị quý vị khán giả chúng ta tránh xa khu vực biên giúp để cho các vận động viên cứu bóng. Vừa rồi là chắn bóng không thành công của Bích Thùy, điểm cho thôn 2 9-5. Chắn bóng tốt, đổi điểm cho thôn 5 6-9.
Quỳnh. Hôm qua mình bảo anh, hôm qua thì có cái phiên chợ đây, hôm qua chỉ định cái quang lão. Và bóng đánh chéo chân của Bích Thủy đã đem về cho thôn 5 một điểm 7-9. Chạm bóng tốt, bóng vẫn còn trong sân. Pha bỏ bóng của thôn 5, bóng ra ngoài, điểm đổi cho thôn 2 17. Thôn 2 thì bóng chưa cắt lưới, đổi điểm cho thôn 5 80. Nỗ lực cứu bóng của thôn 5 không thành công. Điểm đổi cho thôn 2 11-8. Thôn 2 đập bóng ra ngoài, đổi điểm cho thôn 5 91. Tiếp tục là một pha đập bóng của cầu thủ thôn 2 ra ngoài, điểm cho thôn 5 10-11. Đề nghị quý vị khán giả chúng ta cách xa khu vực đội để cho các vận động viên cứu bóng, đặc biệt là các bác cao tuổi, chúng ta không ngồi gần phía khu vực đường biên. Ban tổ chức đề nghị quý vị khán giả chúng ta cách xa khu vực đường biên giúp để cho các cầu thủ cứu bóng. Quay trở lại với trận đấu, tỷ số hiện tại đang cầm dẫn 13-10 nghiêng về đội thôn 2. Pha bỏ bóng tốt của Bích Thủy, điểm đổi cho thôn 5 11-13. Liên tiếp vào những pha đập bóng dồn vị trí tiến sau của các cầu thủ thôn 5. Pha bóng rất dài hơi, liên tiếp là những mưu đồ tính toán chiến thuật đến từ hai đội. Vừa rồi thì cầu thủ thôn 5 đã đưa bóng đi
ra ngoài đường biên rồi. Điểm đổi cho thôn 2, 14, 11. Bước 1 không tốt của thôn 5. Điểm cho thôn 2, 15, 11. Điểm cho thôn 2, 16-11. Nỗ lực cứu bóng của thôn 5 không thành công. Điểm cho thôn 2, 17-11. Điểm cho thôn 2, 18-11. Quả bóng của Bích Thùy không thành công. Điểm cho thôn 2, 11. Xin lỗi, 19-11. Bóng trong sân, đổi điểm cho thôn 5, 12-19. Nỗ lực cứu bóng của thôn 2 không thành công. Đổi điểm cho thôn 5, 13-19. Rất tỉnh táo đến từ cầu thủ Hải Đội. Thay đổi chiến thuật liên tục. Vừa rồi thì đội thôn 2 đã phải chịu thua rồi. Bóng chạm tay cầu thủ thôn 2 ra ngoài. Điểm cho thôn 5, 14-19.
liên tiếp là những pha bò nhỏ đẩy sau của đội thôn 5. Đội thôn 2 đã phải chịu thua 26 vừa rồi. Thôn 5 đánh bóng không qua lưới rồi. Đổi điểm cho thôn 2, 20-14. Thôn 2 được bóng ra ngoài. Đổi điểm cho thôn 5, 15-20. Điểm cho thôn 5, 16-20. Cầu thủ hai đội quá hiểu ý nhau, quá hiểu chiến thuật của nhau. Vừa rồi thì Bích Thùy đã bắt bài các cầu thủ của thôn 2. Và đợt bóng khó chịu của ban Như Lai từ thôn 2. Điểm cho thôn 2, 21-16. Kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên đội thôn 2 thắng thôn 5. 12 đội đổi sân để tiếp tục thi đấu trận thi đấu thứ 2. Ở hiệp thứ hai, đội thôn 2 quyền phát bóng. Trận đấu vừa đã bắt đầu. Thôn 2 đánh bóng ra ngoài, điểm cho thôn 5, 1-0. Thôn 5 đẩy bóng đưa tự do, đổi điểm cho thôn 2 1-0. Thôn 2 đẩy bóng đưa tự do, đổi điểm thôn 5 2-1. Rồi bỏ ô xuống đi bác ơi. Bác đang ngồi đằng kia, bác đang ngồi đằng nhầm nó bán đi. Cứu bóng của thôn 2 không thành công, điểm cho thôn 5 3-1.
Thôn 6 thôn 4 đồng bảng kiểm tra từ hôm nay 19-13. Hôm nay đội bóng qua lấy điểm cho hôm năm 4-1. Nỗ lực cứu bóng của thôn 5, bóng vẫn còn trong trận. Bỏ bóng của thôn 5 không thành công. Đội điểm cho thôn 2, 2-4. Thôn 2 đánh bóng cờ qua lưới, đội điểm thôn 5, 5-2. Thôn 2 đánh bóng sâu qua lưới, điểm thôn 5, 6-2. Đội thôn 2 xin tạm dừng hội ý lần thứ nhất ở hiệp thi đấu thứ 2. Hết thời gian rồi, hội ý 12 đội trở lại sân để tự thi đấu. Kết quả hiện tại trên sân đang tạm dẫn 6-2 nghiêng về đội thôn 5. Thôn 5 quyền phát bóng. Bóng trong sân. Điểm cho thôn 5, 7-2. Thôn 5 đánh bóng ra ngoài, đổi điểm cho thôn 2, 3-7. Bây giờ còn một mười mấy người ở đoàn ở trạng như bóng trong sân, điểm đổi cho thôn 5, 8-3. Thôn 5 đánh bóng ra ngoài, đổi điểm cho thôn 2, 4-8. Thôn 2 đưa bóng ra ngoài, đổi điểm cho thôn 5, 9-4. Nỗ lực cứu bóng của các cầu thủ thôn 5. Cố gắng của Bích Huy. Vâng, hoan hô tinh thần cứu bóng của các cầu thủ thôn 5. Nhưng rất tiếc là bóng đã đi ra ngoài. Điểm cho thôn 2, 5-9. Liên tiếp là những pha cứu bóng của các cầu thủ thôn 5. Phần mà nó như thế này thì nó
nó là động tác mà. Sân bóng bây giờ chơi gần 2 bóng nhưng mà chơi 1 bóng thôi. Đây này. Không đưa bóng ra ngoài, điểm cho thôn 2, 6-9. Chơi 2 bóng liền một lúc rồi. Chơi 2 bóng vào trong sân, chết người không? Chơi 2 quả, mỗi lúc chơi quả. Đây này, cái này. Luật với ông kia chơi mỗi đội một. Đây, 2 quả đây. Đã giỏi không? Đập bóng tiếp, điểm cho thôn 2, 7-9. Thôn 2 đã bắn ra ngoài, đổi điểm cho thôn 5, 17. Chẳng bóng tốt của Vinh Thị, điểm cho thôn 5, 11-7. Mặc quần áo trang phục hơn. Trắng không ạ, không ạ. Tiếp theo phần pha trận bóng tốt của Bích Thủy. Điểm cho thôn 5 12-7. Một pha bắt bài chiến thuật đến từ Bích Thủy. Vâng. Chuyển bài lỗi lên ra là chủ công của thôn 5 đã đưa bóng đi ra ngoài rồi. Đổi điểm cho thôn 2 8-12. Bước 1 của thôn 5 không tốt, điểm cho thôn 2 92. Đang rình mò này. Máy này là máy quay cố định đây rồi. Coi như vẫn để đây nó quay thôi, còn mình rình mò là cái này. Thôn 2 được bóng chưa qua lưới, điểm cho thôn 5 13-9. Sau pha được bóng của Tiếp Dung thì cầu thủ thôn 2 đã bước một không tốt, đổi điểm cho thôn 5 14-9. Cho nên là mình cũng đang tìm cái hoặc không này. Đập bóng cuối sân của Thủy Trang, bóng đi ra ngoài, điểm cho thôn 5 15-9. Điểm cho thôn 5 16-9. Bóng gấp con. Thôn 5 đã đưa bóng không qua lưới rồi, đổi điểm cho thôn 2 10-16. Pha bỏ bóng của thôn 2, bóng đi
ra ngoài. Điểm đổi cho thôn 5 17-10. Đội thôn 2 xin tạm dừng hội ý. Tỷ số hiện tại lúc này trên sân đang là 17-10 nghiêng về tạm nghiêng về đội thôn 5. Sau hiệp thi đấu thứ nhất để thôn 2 thắng với tỷ số 1-0, ban huấn luyện của thôn 5 đã có những đấu pháp để hiệp thi đấu thứ hai đội thôn 5 đang tạm dẫn đội thôn 2 với tỷ số 17-10. Điểm đổi cho thôn 2 11-17. Bước một không tốt của cầu thủ thôn 5, điểm cho thôn 2 12-17. Công hiểu với nhau giữa hai cầu thủ của thôn 5, điểm cho thôn 2 13-17. Thôn 5 đưa bóng ra ngoài, điểm cho thôn 2 14-17. Hết thời gian lưu ý cho hai đội trở lại sân. Các cầu thủ cũng như ban huấn luyện của các đội chúng ta lưu ý khi xin tạm dừng hội ý khi được sự nhất trí của trọng tài chính cũng như thông báo của ban thư ký vận động viên ra khỏi sân để thực hiện hội ý. Đậu đậu, cứ đến bữa ăn này nhớ đậu. Bóng trong sân, điểm cho thôn 2 15-17. Điểm cho đội thôn 2 16-17. Rất nhiều tính rồi. Bóng chặt tay cầu thủ thôn 5 ra ngoài, điểm cho thôn 2 17-0. Ban huấn luyện của thôn 2 đã đưa ra những đấu pháp về chiến thuật về duyên đuổi kịp tỷ số. Hiện tại lúc này đang là 17-0. Bật tốt của thôn 2, điểm cho thôn 2 18-17. Tình thế lúc này đang được thôn 2 lật ngược. Tính kịch tính của trận đấu ngày càng một được đẩy lên cao. Đây
mời quý vị khán giả chúng ta tránh xa khu vực đường biên để cho các cầu thủ cứu bóng ạ. Thôn 2 đưa bóng ra ngoài, cười điểm cho thôn 5, 18 đều. Thôn 5 đánh bóng không qua lưới, đuổi điểm cho thôn 2, 19-18. Mức độ kịch tính của trận thi đấu đang được đẩy lên rất cao. Đội thôn xin tạm dừng hội ý. Chúng ta trở lại với trận thi đấu giữa đội thôn 5 và đội thôn 2. Tỷ số hiện tại lúc này đội thôn 2 đang cảm nhận tỷ số 19-18. Bây giờ ạ. Thôn 5 bên này. À thôn trung tâm đây. Vâng. Thế thôn 2 ở đâu? Thôn 2 thì trên kia gọi là thôn 1. Thôn 5 bên này ra ngoài điểm cho thôn 2. 20-18. Đội thôn 2 chỉ còn cách chiến thắng tức là một quả nữa. Cách chiến thắng có một quả nữa thôi. Thế là chúng ta được vào đội này rồi. Bắn chặt tay cầu thủ đội thôn 2 điểm cho thôn 2 21-18. Kết quả chung cuộc đội thôn 2 thắng thôn 5 với tỷ số 2-0. Mời hai đội. Mời đội trưởng của hai đội về bàn làm việc của ban tổ chức ký biên bản xác nhận kết quả trận đấu.